Em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em ship 3 thiết bị âm thanh của PS, đều là hàng thương hiệu của PS và hàng cao cấp. Trong đó có bộ mic BF VK7 và VK9 và một con sản phẩm máy nâng tiếng của PS. Thì ở đây thì em sẽ ship cho khách hàng một con máy nâng tiếng để nắp vào bộ dàn âm thanh, tặng cho một đôi ca lông và nó đi kèm theo cả dây nguồn đầy đủ hết các bác nhé. Các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay nhé. Con BS V900 Plus này là một dòng sản phẩm máy nâng tiếng của hãng BS. Bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng khi sản phẩm bị lỗi trong tất cả các thiết bị BS này. Nó sẽ có kênh A và kênh B, hai chiếc áp volume tổng này, cột đèn nháy và có màn hình LED này. Trên thân máy được dập chìm chữ VDS và tem thương hiệu và chính hãng của công ty. Con máy nâng tiếng này là đời cao, nó sẽ có cổng quang Bluetooth và USB. Và là nó đời cao cấp nhất của dòng máy nâng tiếng, đó là V900 Plus. Thì tiếp đến thì là dòng sản phẩm mic. Mic này là BF VK7. Với cái cấu hình của nó là VK7 là tay của nó là màu xám xanh. Tay xám xanh này. Đấy. Về cái cấu hình của nó thì tay thì có thể nó giống như con VK9, nhưng mà về cái chất liệu ruột mic của nó thì nó sẽ khác các bác nhé. BS VK7, dòng máy không dây và có chế độ tự ngắt, dùng gia đình và phòng hát, bộ máy rất là hay. Và cao cấp hơn, chuyên sự kiện và phòng hát thì là có VS VK9. Đây, VS VK9 của nó đây. Mic VS rất là đẹp luôn, các bác nhìn này. Với cái cấu hình, tất cả các thiết bị âm thanh của nó, thiết bị của cái dòng mic thì nó sẽ đầy đủ hết các bác nhé, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. BF VK9. Cái này thì em đang bị xoáy nhầm cái tay của nó. Thì cái tay kia phải đổi vào đây thì nó mới đủ cùng BF VK9 được. Các bác mà có nhu cầu thì em báo giá cho tất cả các bác. Về cái mic BF VK9, anh em mà có nhu cầu là 3.3 triệu một bộ, là hàng cao cấp. Trên có VK6, VK7, VK8, VK9, VK10 là các đời VK. Và VK7 của nó 2.5 triệu. Còn đâu lân tiếng là 1.3 triệu. Anh em có nhu cầu quan tâm đến các cái sản phẩm thiết bị âm thanh hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng các bác nhé.